Chào các bạn đang được xem full bộ 3DS Max V-Ray Interior nâng cao. Để trong cái bộ V-Ray Interior nâng cao này, các bạn sẽ được hướng dẫn cách dựng full một cái phòng nội thất. Sau đó chúng ta sẽ học sang những cái phần vật liệu nâng cao chuyên sâu quan trọng hay sử dụng trong quá trình làm việc với 3DS Max sau này. Trên dưới cái phần hiển thị thêm trong mỗi video, các bạn sẽ thấy link full bộ 3DS Max V-Ray Online cơ bản, Interior nâng cao, ngoại thất nâng cao, Corona Online và cả dựng hình nâng cao. Để mua full bộ video, các bạn có thể liên hệ với tôi qua số phone hoặc địa chỉ Facebook, lớp học trực tiếp tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số những hình ảnh các bạn học viên đã tốt nghiệp. Trong bài số 53 này, chúng ta sẽ được học cách làm vật liệu đồng cũ, hiệu chỉnh texture trong Photoshop, cái tư duy chính xác nhất để chúng ta đưa được ra một cái kết quả giống như trong thực tế.